Hello các bạn, mình là The Tulip Phó 4 đây. Và hôm nay mình cùng các bạn đi review về con hàng Diego Forlan của mùa giải Best World Cup nha. Đây là mùa giải đầu tiên của Diego Forlan tại FIFA Online 4. Và mọi người rất kỳ vọng vào Diego Forlan bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn vào chỉ số của Diego Forlan cực kỳ đẹp. Lưng 26, cao 1m80, 75kg, thể trung bình 2 chân 5 năm. Đây một thể hình khá tốt cho vị trí tiền đạo hoặc là ST. 2 chân 5 năm nữa thì quá tuyệt vời rồi. Thì chúng ta đi nhìn vào chỉ số chung của Diego Forlan nhé. Tốc độ 107, tăng tốc 104. Thì tốc độ của Diego Forlan ở vị trí ST hoặc là CF như này thì là hơi đuối so với Seva hay là CR7. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng trải nghiệm trong game để thấy rõ hơn tốc độ của Diego Forlan. Bên cạnh đó thì khả năng dứt điểm, lực sút, sút xa trong vị trí đều tiệm cận mức 120. Thì mình nghĩ là Diego Forlan sẽ có thế mạnh là dứt điểm và sút càng đét luôn. Những chỉ số về kỹ thuật của Diego Forlan như dê bóng, dứt bóng, khéo léo, thăng bằng cũng khá tốt. Vì thế mình nghĩ đây là con hàng khá dễ sử dụng khi mà trong game sẽ dễ đi bóng cũng như chuyền trọt khá ổn với những chỉ số chuyền trọt tốt đối với vị trí tiền đạo hoặc là CF. Và như vậy là sơ qua về chỉ số của Diego Forlan, còn có chỉ số ẩn sút xoáy và chỉ số ẩn sút xa cùng với khả năng lực sút này, đá phạt này, sút xoáy này rất cao này, thì mình sẽ hiểu đây là con hàng sút xa bố của game luôn. Thì chúng ta hãy cùng đi review để xem Diego Forlan thể hiện như thế nào nha anh em. Ok, như vậy là sau rất nhiều trận trải nghiệm Diego Forlan thì mình đã có những đánh giá chi tiết về Forlan của mùa giải Best World Cup. Điểm mạnh đầu tiên mình phải nhắc đến đó là khả năng dứt điểm Forlan. Khả năng dứt điểm rất bén, lực sút rất tốt khi mà anh dứt điểm trong vòng cấm với những cú sút D thường hoặc là DD. Sút xa bằng 2 chân 5 năm chúng ta không phải bàn. Những cú ZD, những cú D thường lên lực vào góc chân luôn. Một điểm nữa mình phải nhắc đến đó là khả năng di chuyển chạy chỗ của Forlan thì mình cảm tưởng nó rất giống với Shevchenko của mùa giải LN. Hai người đều có xu hướng là cung 3 thủ 3, di chuyển khá giống nhau luôn. Tuy nhiên thì có một điều mình cảm thấy Forlan chưa hoàn thiện lắm ở cái vấn đề di chuyển này, đó là khi mà di chuyển chạy một quãng coi là khá dài đi thì đường thường đến những đoạn cuối, đoạn đối mặt của môn thì khả năng của Forlan cái độ khỏe cũng như là độ lì lợm của Forlan sẽ không còn nữa, nên là nhiều khi sẽ dẫn đến những cú dứt điểm mà không được chuẩn xác lắm. Điều mình cũng khá ấn tượng với Forlan đó là khả năng xuất phạt. Mình chưa cầm môn nào đá phạt vào nhiều như Forlan luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng đó là chỉ số đá phạt 117 cùng những chỉ số ẩn sút xa sút xoáy luôn, nên là Forlan sút phạt rất là hay anh em ạ. Tiếp theo thì Forlan
đối với mình thì tốc độ Phong Lan nhanh hơn chỉ số một chút. Khả năng đối tốc độ của Phong Lan với những Rudiger, với những Rafa Varane hay là Virgil van Dijk là rất tốt luôn, có thể so bì ngang bằng luôn, nên là mình khá ưng về cái mặt này. Mình thì mình xếp Phong Lan đá vị trí hai tiền đạo, nhưng mình nghĩ với sơ đồ này để anh em dễ đá nhất thì anh em nên để Phong Lan ở vị trí CF là hợp nhất Phong Lan. Nếu để cam thì nó sẽ mất đi tính sát thủ và khả năng săn bàn của Diogo Phong Lan, nên là để CF anh em. Bên cạnh đó thì Phong Lan cũng là một con hàng khá dễ sử dụng, khả năng dê bóng của Phong Lan là khá tốt với những pha đi bóng khá là mượt mà, phối hợp với đồng đội tốt với những chỉ số truyền là ổn đối với vị trí CF và tiền đạo. Cho nên là sau khi cải nghiệm, mình đánh giá Phong Lan với số điểm là 9/10 nha anh em. Xin chào anh em.